Mất ngày 15 tháng 3 năm
buồn và thật sự gói mất ngày mùa sáng. Tháng sao đang tay mà không có vân vân. Mất ngày 25 tháng 3 năm nhân thần và dịp thị lạnh. Mất ngày 25 tháng 12 năm giấc ngõ và thật sự mỗi mất ngày. 26 tháng 3 năm giấc ngõ âm cô văn phú. Mất ngày 12 tháng 11 năm thank you.
Đi theo ngài đi.
Phật thi ân dạy bảo phương pháp nào bảo nếu sống thân
tôn mới bao lời rằng mà người ta sẽ vẫn trần ta nghe thân đang ba nhiều bài bước nhóc sánh rằng con người tháng cư mang tháng đầu thái đầu tự xương mai chiều dịch giữ sợ tan bất thường mừng mang vớ về dường như giữa nặng mang thứ ba như cũng biết ngân hà tôn mang đã tôn đã hình năm mang cụ thể sinh rõ ràng tháng thứ sáu lục căn đều đủ bảy thì đủ cổ cổ xương lại thêm đủ lỗ chân lông cộng chung tên số tám bốn nghìn mang thứ tám hoàn toàn tán phổ chân thang thế này đủ nhất hình nội tạng là đến kỳ sinh nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn bằng ngộ nghịch làm cuộn thân mẫu nó vậy vùng đã khói lung tung làm cho cha mẹ hãi hùng sự đau sự khổ không cùng tổ phong sinh bằng muôn phần khoái lạc cũng mấy nhờ đoạn tạm được mà để con lại bảo an ơn cha nghĩa mẹ nuôi bầm phải tin điều thứ nhất giữ gìn thai giáo mười tháng trường chu đáo ngồi về thứ hai sanh đẻ cũng dễ chịu đau chịu khổ mỗi mấy trăm điều thứ ba thấm ân nuôi dưỡng cực đến đâu bền vững chẳng lai thứ tư ăn đắng nuốt cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con điều thứ năm lại còn khi ngủ ước mẹ nằm khô ráo phòng con thứ sau xu nước nhảy cơm miệng con nó ấm chẳng màng chẳng vợ của trẻ không hiền tự tam chẳng nỡ chia điên nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo điều thứ chín miệng con sung sướng dầu phải mang nghiệp vướng cũng cam tính sao có lợi thì là chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm điều thứ mười chẳng mang trao Phật lại bảo A Nan nên tiếng trong chúng sanh phi thiện phẩm người mười phẩm mấy mũi cả mười không tưởng trọng đức về sông thân chẳng bên bên quên thân đại đức nga không có thương dưỡng dục thù lao hoa hay là phật nhiễu mặt giao vì những người ấy đây nào nên thân mẹ sanh con chú mang mười tháng vực khổ giường gánh nặng trên vai uống nặng chẳng đặng vì thai cho nên thân thể hình hài kém suy thế sanh sàng niệm quy chi xiết ma sanh đặng rồi tình quyết chẳng về ví như thật quyết đâu chê nhất sanh thật tử nhiều về gian con còn nhỏ phải lo săn sóc ăn đắm cây bồi ngọt phần con phải tắm phải giặt rửa cho biết rằng vợ gái mẹ con ngại gì nằm phía con thì kia ráo sợ cho con ước áo ước chăn hoặc đi nhẹ chóc khắp thân con phải chịu trăm phần thảm khổ tròn ba năm bố nương sữa mẹ ấm ngày còn nào nại với con khi con vừa được lớn con cha mẹ dạy bảo cho con mở lòng con
học mở thông trí tuệ, dựng vợ chồng có thể làm ăn, ước mong con được đắc thân, giàu cho cha mẹ cơ bằng quan chi. Con đau ốm tức thì lo chạy, dầu tốn hao đến mấy cũng đành, khi con căn bệnh đặt lành thì cha mẹ mới an thần định tâm. Con dưỡng dục tăng non biển, có sao con chẳng biết ơn này, hoặc chi lầm lối bị này, chẳng tốt thì trở lại tài ngõ ngang. Một cha mẹ rụng mang trận mắt, kinh trường quân nổ nè thế đi, bà con chẳng kể ra chi, không tính sư phụ lệ nghi. Lời dạy bảo xong đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng, trái ngang cho quán mỗi bàn, ta vào lui tới mắng chàng ngồi chơi. Vì lỗ mạng bánh quen làm phương, chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng, lớn lên theo hối hung hăng, đã không nhận nhìn lại chàng. Có bạn lành theo cùng chung dự, hết tập quen làm sự trái ngang, nghe lời vô dỗ ước ngoan, bỏ cha bỏ mẹ trốn xa quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời độc công. Vì đang cuốc đồng không nói nợ, hoặc trở ngăn vì vỡ vì con, quên cha quên mẹ tình thân, quên xứ quên sợ lâu năm không về. Ấy là nói những người có chỉ, chớ vọng nhiều vô hỷ mà thôi, sao thì qua hết của rồi, phải tìm phương kế kiếm tối đồng. Theo trộm cướp hoặc là tay tạc, phạm tội hình tù ngục phải buông, hoặc phi mang bệnh giữa đường, con người nuôi dưỡng bó tâm ngoài đồng, hãy thương giữ bà con khôn, con mẹ cha sao sát dụng rầu, thương con mà con vô sầu, có phi mang bệnh đuôi mù gần phương. Vì thương quá lẽ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường, cái trà đình tổ riêng phố phường nhau dù với mai miệng theo đồ ân chánh, chẳng mấy khi lần tỉnh hồ khang, làm cho cha mẹ phán trang, sanh con ba chiêu phải mang tiếng đời. Hoàng cha mẹ hồi già yếu không ai nuôi thiếu thốn mọi thứ đường.
con được con quý là như tôi đường và như đã
Thời nhi
Hôm nay mai đảo
Nam mô Tô Lô Bà
Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Thọ, Chư Đại Đức Tăng. Hôm nay hồi đủ duyên lành, gia đình chúng con tràn đầy phước báo, được quý ngài quan hỷ nhận lời bái tịnh của gia đình chúng con, đã chánh tích quang lâm về đại tư gia của chúng con, chứng minh cũng như khai kinh thì chú cầu nguyện cho ân linh mẹ và bà chúng con tên Trần Thị Chảy, hưởng thọ trần thế 69 tuổi, vạn ư ngày mùng 8 tháng 10 năm Nhâm Dần, sớm được vãng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Và giờ này trai đường chúng con đã chuẩn bị trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con thành tâm đê đầu cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức từ khi chánh tích quang lâm nơi trai đường, chứng minh buổi lễ cúng dường trai tăng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với tất cả lòng chí thành chí kính cho chúng gia đình chúng con kính lễ Chư Tôn Thiền Đức ba lễ gọi là cảm niệm. Con thỉnh Chư Tôn Thiền Đức quang lâm trai đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bàn chứng minh thứ nhất, chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Giác Hạ Chân, Quỷ Viên Ban Trì Sự, Giáo Hội Phật Giáo Huyện Củ Chi, Trưởng Ban Nghi Lễ và trụ trì chùa Pháp Bửu, đơn vị chứng minh bàn thứ nhất. Và chúng con thành tâm đưa đầu cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Huệ Hạ Trường, trụ trì chùa Lâm Nam, đơn vị chứng minh. Chúng con thành tâm cung thỉnh Thượng Tọa Thượng Trung Hạ Hải, trụ trì chùa Phước Duyên, tỉnh Bình Dương, đơn vị chứng minh bàn thứ nhất. Và chúng con thành tâm cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Hợp Lưỡng Ban chứng minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Người bái bạch trên chư tôn thiền đức thánh thó mà đã 14 ngày qua gia đình chúng con đã mất đi một người mẹ đầy thương yêu và cả kính, một người bà mẫu mực. Hôm nay gia đình chúng con cũng dâng lời Phật dạy, cũng như dâng lời noi theo gương của tôn giả đại hiếu một thiền viên Bồ Tát, cũng như được sự chỉ dạy giáo huấn của tôn sư cũng như chư tôn thiền đức. Hôm nay ở tại gia đường của chúng con kiền thỉnh chư tôn thiền đức Quang Lâm về tại Vi Gia chứng minh khai đàn cầu siêu cho linh mẹ của chúng con sớm được vãng sanh về cảnh giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Chúng con cũng dẫu biết rằng ở trên cõi đời này những nhà thơ, nhà thi sĩ cũng không thể nào dùng ngòi bút của mình mà viết lên được hết tất cả công ơn to lớn của hai đấng sanh thành, nhất là một người mẹ. Mẹ chúng con đã xuyên suốt 69 năm cuộc đời dạy nắng dầm sương, lo lắng cho tất cả các con các cháu từng miếng ăn manh áo, cũng như hy sinh bao nhiêu giấc ngủ đêm dài lo cho con, cho cháu. Và giờ này để có một chút lòng thành các con các cháu muốn tri ân cho công đức, cũng như muốn báo hiếu một phần nào cho người mẹ đạo hóa giảng của chúng con. Giờ này đại diện gia đình một người con gái thay mặt toàn thể gia đình có đôi lời dâng lên các pháp cúng dường tế tăng ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gầy của hai đấng sanh thân
Giờ đây chúng con đã mất đi những gì cao quý nhất, đã rời xa hình bóng thân thương của mẹ khắp khoải chờ con, đã không còn nghe những lời mẹ hiền nhắc nhở dạy bảo hay la rầy quản lý mỗi khi chúng con lầm lỗi vụng về. Chúa dầu hơi ấm của mẹ đã truyền cho chúng con từ lời quyết quản trong suốt quãng đời của mẹ giờ đã tắt lặng, nhưng chúng con vẫn tin rằng trái tim của mẹ vẫn còn nhịp thở, vẫn còn khơi nguồn bất tận vì tương lai hạnh phúc của chúng con. Tình thương của mẹ chỉ cho mà không cần đáp trả, tấm lòng của tình thương đã trải đều như ngọn nước không dừng cây cỏ xanh tươi. Công gia núi gã xanh nào, biển sâu đất mẹ biết đâu có lường. Dù cho bao đáp nhiều phương, cũng không trả nổi công ơn sinh thành. Mẹ hiền như bát tái trên sông, con là lượn khắp phiêu rắn hát ngày. Đến giờ tỉnh giấc mộng say, mẹ hiền nãy đâu còn nữa mà chờ. Con lai đò ơi dẫu kiếp trong tình cổ trao tặng mãi ghi lòng, đò khuya cô chở cả tình trăng nương bên cũ còn đấy mà cô đã khúc rạng mây trời, bỏ lại sau lưng nhiều nỗi nhớ. Con lai đò ơi hãy nhất là đối với tấm lòng
của các con hiếu đạo, hiếu thảo đối với cha mẹ. Những giọt nước mắt của quý vị đã rơi xuống, thì đó là chúng tôi đã biết rằng đó là cái hiếu của quý vị đã nói lên. Không có thể không những qua những cái lời khải bạch mà những cái giọt nước mắt, thì chúng tôi đã biết rằng các con đã rất là có hiếu đối với cha mẹ. Hôm nay được sự hướng dẫn của Phật tử Thiện Thắng, quý vị đồng chung hòa với nhau để thiết trai cúng dường bằng tất cả tấm lòng tôn kính như lực như pháp, thay lời chư tôn đức tán dương ca ngợi những việc làm công đức của quý vị, nhất là trong cái lễ tuần mới có nhị thất mà quý vị đã thành tâm thiết trai cúng dường. Thì ở đây cũng đánh dấu rằng chỉ có những người hiếu thảo, chỉ có những người mà tôn quý đạo mới làm được những việc lành việc này thôi. Còn nếu như những người bình thường là chắc có lẽ là khó có thể thiết trai cúng dường. Cho nên thay lời chư tôn đức rất là ca ngợi, khâm khen những cái công đức của quý vị làm Phật sự hôm nay. Thì hôm nay nhân ngày tuần nhị thất cho cố hương linh Trần Thị Chảy, hưởng thọ 69 tuổi, quá giảng ngày mùng 8 tháng 10 năm Nhâm Dần. Thì ở đây thì quý thầy cũng đã lắng nghe những cái lời tác bạch, thì có thể là quý thầy rất là xúc động trước mà những cái diễn cảm của một người con đã nói lên hết bằng cái tình của mình. Thì ở trong lời văn cũng như Phật tử Thiện Thắng cũng có nói, những nhà văn nhà thơ có thể là diễn tả rất là nhiều nói về hiếu đạo, hiếu thảo đối với cha mẹ, nhưng không thể nào diễn tả cho trọn vẹn hết được, những không có bút mực nào có thể mà ghi hết được những cái lời hiếu thảo. Vì cha và mẹ được sánh tựa như là trời cao, như biển rộng. Trời cao thì người ta cũng có thể thấy được, biển rộng người ta cũng có thể đo lường được, còn tình thương cha mẹ dành cho các con được gọi là tình thương vô bờ bến. Quả thật vậy. Trong các kỳ quan được gọi là đẹp nhất, nhưng trong các kỳ quan đó không có kỳ quan nào đẹp bằng trái tim hy sinh, tấm lòng hy sinh của cha và trái tim hy sinh của mẹ. Đó là kỳ quan đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Thì đối với bên cạnh đó, chúng ta đã thọ qua một cái phẩm kinh được gọi là phẩm kinh báo hiếu. Thì trong kinh báo hiếu được diễn tả rất là nhiều, nhưng trong đó có những cái câu giai trái cổng cha, giai phải cổng mẹ, đi hết trăm ngàn kiếp thì ơn kia cũng chưa có đền. Dẫu cho chúng ta cuộc đời hôm nay hiếu thảo rất là nhiều, nhưng nếu mà so sánh với cái công đức mà của cha mẹ đã cho chúng ta khi sinh ra cho chúng ta và nuôi lớn để cho chúng ta được trưởng thành nhân chi mỹ cho đến ngày hôm nay, thì cha mẹ đã cho chúng ta tất cả. Không những thế mà tài sản và trí thức của chúng ta đang có cũng do bước ban đầu cha mẹ đã tác hợp cho. Nếu như cha mẹ mà không có dạy cho chúng ta những cái hiếu đạo, cha mẹ không có dạy cho chúng ta những từ dần ban đầu, từ chữ mẹ, từ chữ cha, thì chúng ta không thể nào chúng ta đến trường để học cho đến ngày hôm nay. Đó là cái thực tế nhất, là cái cha mẹ cũng là một thầy cô giáo dạy dở lòng cho chúng ta từ bước ban đầu. Đối với trong kinh Phật thì Đức Phật cũng luôn luôn đề cao về cái chữ hiếu đạo. Đức Phật Ngài cũng có dạy rằng: ta đã trải qua vô lượng kiếp tu tập đến nay được thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là nhờ ta bước đầu
thọ cái pháp hiếu đạo trước nhất. Cho nên chúng ta xem những bộ kinh Đại Thừa, những cái bộ kinh Đại Thừa, nhất là những trong lịch sử, khi mà chúng ta đã biết Đức Phật là một vị Thái tử Tất Đạt Đa, và khi rời cung để rời Ngài tu tập vào rừng sâu thẳm, cho đến tu tập thành đạo Vô Thượng Chánh Đà Đẳng Chánh Giác, cho đến một ngày nọ thì Ngài đắc quả, thì Ngài truyền pháp lợi sanh và được thỉnh trở về tại cung vua. Thì vua Tịnh Phạn cũng thỉnh Ngài thuyết pháp giống như bao nhiêu người khác thỉnh pháp, thỉnh Ngài vậy, thì Ngài cũng đăng đàn thuyết pháp, và để cho vua cha là Tịnh Phạn được nghe và được đi vào trong thánh quả. Cho đến một cái ngày mà vô thường đến dưới đức vua Tịnh Phạn, thì chính là tất cả mọi người đệ tử Phật, kể cả mà tứ thiên vương ở cõi trời cũng hiện xuống để xin thỉnh vì tôn kính Đức Phật, để muốn là thực hiện là một người đệ tử Phật, để mà khiêng quan tài của vua Tịnh Phạn ra để làm lễ trả tiền. Thì bây giờ Đức Phật nói là không, là cái việc đó chính bản thân ta Thế Tôn là phải thực hiện. Như vậy là một cái vai của Đức Thế Tôn để khiêng một bên quan tài để rồi đưa vua Tịnh Phạn ra. Cho nên quý vị thấy một cái hình ảnh của một giáo chủ như ở trên, so sánh tất cả giáo chủ trên cõi đời này, chưa có ai mà có thể thực hiện giống như Đức Phật, luôn luôn xem hình ảnh của Phật ngang hàng dưới hình ảnh của cha mẹ. Kể cả mà khi vua Tịnh Phạn là một người phụ thân của Đức Phật mà quá giảng, thì chính bản thân của Ngài cũng phải thực hiện để rồi tan chế theo phong tục của thời bấy giờ, và chính bản thân Ngài cũng đã cõng quan tài để đưa ra nơi để mà quả táng dân dân. Thì như vậy, qua một cái hình ảnh hiếu đạo của Đức Phật, không những là một cái bao nhiêu đó, mà tất cả các bài kinh Đại Thừa đều tôn vinh, đều nói về cái hiếu đạo của đối với Đức Phật. Cho nên Ngài mới dạy Đức Mục Kiền Liên qua cái pháp Du Lan, và Ngài Mục Kiền Liên đã thực hiện được. Kết quả là Ngài đã cứu được bà mẹ của Ngài tên là Thanh Đề, để thoát ra khỏi u đồ tam đồ khổ, để mà trở về thế giới an lành. Thì cho đến một cái pháp mà trai tăng thiết lễ cúng dường từ 25 thế kỷ trôi qua, mà cho đến tới ngày nay nó vẫn là tốt đẹp, nhất là những cái bài kinh đã dạy cho chúng ta. Thì hiện diện của chúng ta là ngồi ở đây, thì trên thực tế là phàm tăng, những trong cái giây phút của chư tôn đức được đồng chung hòa với nhau, cũng như là hôm nay gia đình tăng quyến đã thành tâm và ở chư tôn đức nhiếp tâm chú nguyện, hai cái tinh thần này kết lại với nhau thành một cái chiếc cầu vô hình để đưa cho cụ bà. Không những thế mà cụ Quyền Thất Tổ của quý vị mà ngày nay cũng được họ hưởng trọn phần công đức để mà sanh về thế giới an lành theo tinh thần mà các con các cháu đã thành tâm cúng dường hôm nay, mà gia đình thân bằng quyến thuộc quý vị, người hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, và người quá giảng sẽ siêu sanh tịnh độ. Cho nên cái pháp mà cúng dường rất là thù thắng như thế, thì thầy cũng sơ đôi nét để một lần nữa tán dương ca ngợi những việc làm công đức, và bên đó cũng nhắc thêm cho quý vị gia đình tăng quyến của quý vị để thực hiện cho đến trong cái đời tương lai, cũng như ở không những đạo Phật mà đạo Nho cũng có là luôn luôn tôn vinh về hiếu đạo. Đạo Nho cũng có câu: hiếu thuận quần sanh, hiếu thuận tử, ngộ nghịch quần nhi ngộ nghịch sanh. Có nghĩa là hiếu thuận là sanh ra con hiếu thuận, còn ngỗ nghịch thì
sanh ra người những người con bất hiếu vậy. Thì cho nên hôm nay mà quý vị được sự hướng dẫn của Phật tử Thiện Thắng mà quý vị đã thiết trai cúng dường, thì hôm nay quý vị làm những cái hình ảnh đẹp này, sau khi quý vị cũng có con trong tương lai cũng có cháu, thì hôm nay quý vị đã làm cho người mẹ của quý vị thấy duyên, không những thế mà còn hồi hướng người cha còn hiện tiền cũng được tăng phúc tăng thực tăng thọ. Thì đó là những cái việc làm công đức của quý vị, và trong tương lai này những đứa con đứa cháu của quý vị cùng tiếp nối theo và làm những cái công đức để hồi hướng cho quý vị trong tương lai vậy. Cho nên chúng ta muốn nói là hình ảnh của ngày xưa làm sao cũng như giọt nước trước mà trước mấy hiên là giọt nước trước chảy sao, thì giọt sau nó cũng chảy như thế. Những người xưa làm như thế nào là những người con cháu trong tương lai cũng làm như thế đó. Trong hiện tại quý vị có hiếu đối với cha mẹ thì trong tương lai các con các cháu của quý vị cũng có hiếu lại với quý vị vậy. Thì một lần nữa thầy cũng thay lời chư tôn đức tán dương ca ngợi những việc làm công đức của quý vị, và xin đem công đức hôm nay hồi hướng kỳ siêu nhị thất chi tay tường cho cố hương linh cụ bà Trần Thị Chảy hưởng thọ 69 tuổi, giáng sanh vào ngày 18 tháng 10 năm Nhâm Dần, và cặp của quyền thất tổ của quý vị thừa tư công đức siêu sanh tịnh độ, và xin hồi hướng kỳ an chúc phúc cho cụ ông Đào Duy Hồng, hiệp các con các cháu gia đình Kiết Khánh quyến thuộc đoàn viên Phước Thọ Tăng Long tùy tâm mãn nguyện. Và để cho lễ hôm nay được trọn phần công đức, xin cung thỉnh chư tôn đức niệm danh hiệu đức tiếp dẫn ba lần để chứng minh cho lễ cúng dường hôm nay. Nam mô Tiếp Dẫn Hãy subscribe.
Tông Phật, tức là thế giới A Di Đà Phật, thập phương tam thanh, chư Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, đại bi quan thế âm Bồ Tát, tam ma mắt nhã ba la mật, tam đức lục vị cúng Phật cập tăng, pháp giới hộ tình phổ đồng cúng dường, nhược phàm thực thời đương nguyện chúng sanh thường nhiệt nhị chiết pháp thể sung mãn. Nam mô Tát Pha Đàn Thang A Đa Pha Lo Di Đà từ gia hiệu số 45 xẹt tan
cư cung cầu tại gia xứ toàn thể gia đình con hiền cháu thảo lễ thuận dâu ngoan thành tâm thiết lễ trai tăng nhất viên kỳ siêu hồi hướng quá giang hương linh tấn cần thể trại sân ngày 23 tháng 2 năm giáp ngọ 1954 hướng thọ 69 tuổi thọ bệnh lâm chung ngày mùng 8 tháng 10 năm nhâm dần huyện hương linh lai đáo đàn tiền thấm pháp văn kinh tóc xà mê đồ siêu sanh tịnh độ cánh ký của quyền thất ổ tổng siêu thân bát nạn tam đồ cầu mong giải thoát kỳ phước bảo bình an gia toàn thể gia đình con hiền cháu thảo rễ thuận dâu ngoan xuân la cát khánh hạ bảo bình an thu công tam tay đông nghinh bất phúc bệnh ly cổ thường hoạch kiếp tường tùy tâm mãn nguyện sở cầu như khổ nguyện chân linh sanh Phật quốc tan quyến thọ vô cương pháp giới âm dương giai cộng thành Phật
em chạy đi mua mới bịch bự không? Phở này do mua mang không? Mua bạc quá, mua phở rượu mua không? Mua không? Chắc không ướt đâu, mua đông đông không ướt đâu. Không sao đâu, không ướt đâu. Má nó ngưng mưa giờ rồi. Má nó ngưng mưa giờ rồi. Đẩy ra từ đã đưa giấy, người nào đưa giấy rồi khác người đó. Ngồi đó cho đi em. Ngồi đi. Ai đẩy cái này là chi à? Cái dù đóng nó đóng tắm. Đây à. Khi cây nó tối đi nó lỗ theo. Mình thì mất hình chạy mà mình. Dạ, tính thấy con béo. Sao giờ mua bọc trắng hả? Hay sao? Này có chạy xe qua không? Không? Ờ, nhờ nó chạy đi mua bao nhiêu? Bà bị lỡ đang mua bao gạch trắng. Không biết bà bị lỡ ở đâu. Nè, lại tới tụng ngang ngay có ba cái gì. Đối diện chỗ bà Út Nhàn á, bên đây. Con đi nhận mua trăm cái không? 100 cái bọc, bọc bự bọc vỏ bột rồi được 10 ký bao này nha. Ở cải ra đi đến cỡ 100 bọc bao nhiêu ký vậy? Tại giờ lại tại đó nó vô ký ký. Có biết mà nó biết nó bọc. Cái lô này béo nó là 1 ký. Để lại nó biết thôi, hơn 100 cái là bao nhiêu ký nó biết. Nó biết nó nhìn vào. Nó biết nhìn. Bữa sau nghe nhé chị. Đúng rồi. Có béo không? Không có phiếu chú chạy cho vợ đưa lên chút này chút này chút nào có phiếu chút nữa đi này có phiếu chạy phát phiếu anh đưa phát phiếu hết à phát phiếu hết à đưa chị cái xíu nữa ta lậu phiếu để chút cho chạy có thiếu không có được không có thiếu hồi tao dòm vô không có được đâu biết nghèo nhưng mà giờ đưa cái tao ai đi đòn không có thiếu bao nhiêu được biết rồi đủ nhiều không được phải có thiếu mới được nhưng mà cũng không có ấy luôn ví dụ cứ nói bây giờ không có thiếu cái bà này kia kia dòm dòm thì không có không rồi. Ủa bà chưa chết hả? Tôi tưởng bà chết cầu. Rồi lấy lại. Tại đó người nào cũng bộ phiếu rồi người nào đưa phiếu rồi lấy cái phiếu. Rồi đó. Yeah.
Con cho bà giấy số kia cho anh đội nào ra cho bà luôn, nói bà đừng nói ai đâu. Nói bà này nó nói sao mà nói ai cái nói kêu qua thằng Tiến coi thằng Tiến nó nói sao, là có phiếu con qua thằng Tiến nó nói sao. Lẹ tay con, chống tay con tròn không? Chống tay hết. Bà bỉ cho bà đứng đây. Con càng đi sơi á. Không, mình không ảo không, nó chụp tình, chụp tình. Ok em hả? Mình đang lên mạng nha. Làm báo cáo chứ. Báo cáo ai? Báo cáo cho dân biết là mình làm điều thiện chứ. Mày đặt tên nói mày phát cho nhà mày dám đâu cái này ấp ký mời đàng hoàng nghe, cổ ngựa nghèo có để chữ hộ nghèo đàng hoàng nha, rồi ấp phát chữ ký tên đàng hoàng. Mày biết ha, mình cho mấy đợt mà kỳ trời đau mặt trận á, tao đời sức quen thử á, mà tao không dám để tên mình luôn, để tên là chính á. Cái gì không cho mày? À, không có phiếu mình phải nói tao thông cảm. Cái tấn nó thôi. Mày biết nói không? Không có phiếu phải nói cho thông cảm, này bị này phát phiếu để này nó không có phiếu ra là. Không cảm cái này có phiếu cho rồi. Cứ như quà phát cho trong phát cho hết. Nhận quà mình cũng cảm ơn người ta nữa. Tự gì á, tự gì á. Cảm ơn phát cho phiếu. Bởi từ đó giờ đâu có phát từ thiện bao giờ, không có biết ví dụ này. Anh thứ ba. Hả? Con không có tham gia mấy cái vụ này, chỉ đứng nhìn thôi chứ không có tham gia. Đi từ thiện nhưng mà đứng nhìn chứ không có tham gia. Phát ra 100 phần gạo và 100 phần mì hồi hướng công đức cho mẹ được siêu sanh tịnh độ về thế giới cực lạc Tây Phương. Lễ cúng thất của má 21 ngày nên phát gạo từ thiện mình phước để hồi hướng công đức cho má siêu sanh tịnh độ. Cô bé học, cô tiếp tục cái con này.
qua. Nó đưa cho ông nhà trọ. Tí hết hả? Giả bộ kìa, không biết sợ nữa. Sợ cho bố nè. Xuống mi sò nó lo, sò nó lo. Đó, đi đi nhậu tiếp nè, đi nhậu với con Băng đúng không? Còn nè. Biết rồi, nhưng nghĩ thằng sò nó nói thiết để chờ đây, anh với nhà. Chữ mày hả béo? Đúng rồi. Cái này lên thứ. Tại có hai chữ màu đỏ à, bị cái chiếc màu đỏ không ra mà. Mới bốn hai thành. Mới phân nửa rồi đó. Được phân nửa rồi đó. Đó chú ơi, chú nhỏ. Đó. Nó để 45/3. Cái gì hà, kế bên nhà khoa mấy anh hỏi chứ là bên Nha Trang phát, ý nói vậy. Có trợ 45/3 nhà chị Sáu Vũ, trợ thứ phát. Là muốn đi qua lại nhà Nha Khoa. Mà nó kế bên Nha Khoa, mà qua một cảnh thì là bên Nha Trang. Bốt là 45. Chú Út quá hả? Chú Út có gì đâu hả? Chú Út mình á hả? Con ký sao thiếu ta? Nó có đếm không? Nó có nói là đếm. Nó có đếm rồi. Tôi nói với vợ tôi đủ rồi. Cảm ơn em hết dạo em. Phải không có đẹp không? Hai phiếu á. Hai phiếu. Lấy cho hai người đó không? Hai người luôn không? Hai người luôn không? Hai người luôn không?
thì cứ hết đi, chừng nào mà thì coi người khác mà không ấy thôi. Hai người thì hai người mở ba cái số bắt. Bây giờ lấy bọc đen. Hết mưa thì không luôn. Thôi, có bọc đen xuống lấy bọc đen. Chị Kiều Tiên nói sớm chị khó khăn quá trời, mà tại vì em phát cái này là cái phần của cái nơi má đã sinh sống từ xưa giờ chị. Những hộ nghèo của nơi quê hương của má đó giờ. Nó nên muốn giúp đỡ cho những người má đó giờ má ở đây. Chị Tiên chị nói là sớm chị khó khăn quá trời. Em biết là nhiều khó khăn lắm chị, mà tại vì em làm cái xóm này là của bà con dòng họ chứ bạn bè nhiều hộ nghèo của nơi má em ở. Dư ha. Đó là y như ai cũng có hết trơn. Này mới vô được thiếu chưa? Chạy xuống dưới mời nó đi. Quay xe lại nha con trai.
ông chủ nhà ngồi đếm chủ nhà ngồi đếm tiền nè, ông chủ nhà ngồi đếm tiền nè, không có quay đâu có dính ông đâu, Facebook mà đâu có dính ảnh hưởng ta đâu. Sao làm phim làm trọn một cuốn phim mới nữa. Ngày cúng 21 má là ngày mai á, chiều nay là vô đám, sáng mai ra đám nên làm từ thiện. Cái phần từ thiện của nơi má sinh sống từ xưa giờ mấy chục năm, từ hồi về nhà chồng tới bây giờ. Chị Tiên hiểu không? Đó là má sống đây mấy chục năm từ hồi lấy chồng nên làm từ thiện cho má nơi mảnh đất má sinh sống. Ai lên trải hết trải hết ráng chịu. Ôi tối này đá ta tối nay nè, cái gì nãy đá cái gì đá chặn khăn nạt gì bà đá rồi coi quên nghe trời mưa bắt gạo ngay cái trời mưa mình phải lấy cái mưa bịch sẵn để mình bỏ vô chứ để nó hư gạo khi là mì. Đó là giờ là trời mưa quá nên người ta chưa tới được, tạm ngưng chút xíu nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Thank you.
ngày xưa khi tổ sáng khắp cùng châu thân vòng dài bà mười phương thăng chung phái từng theo thái tính sao ngày xưa khi tổ phiên mờ định sẵn đâu đây hồn mới có hay nghe lời kêu thanh trầm đặng hồn với chồng tối u minh sinh về về đây thôi muôn qua cam đồ và ma giới ai tiêu chỉ phải giết nhanh vô tay thanh tiêu tên mới giúp tỉnh gì tỉnh tam tỉnh đưa hồn thì chạy nhất vị linh hồn mạng sanh năm giáp ngộ đi uống thọ tầng tay sáng xin yên vui đời sống giữa thế nhân.
ơi hương trầm trước mộ mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Trầm trước mộ nguyện xin mẹ linh thiêng về nâng đỡ chờ che. Thời gian qua đi thật mau, đời con tha phương lạc loài nhớ thương muôn đời ôi nhớ thương hoài. Nhớ thương muôn đời ôi mẹ của